Trong thời gian qua, tại quốc đảo Cuba đã nở rộ một số hoạt động kinh doanh mới chưa được chính phủ cấp phép, trong đó có việc tư nhân mở các phòng chiếu phim 3D và quán trò chơi điện tử. Phần lớn những người kinh doanh hai loại hình dịch vụ này đều tìm cách lách luật bằng cách tự ý kết hợp những dịch vụ này với ngành nghề đã được cấp phép trước đó như cung cấp đồ ăn nhanh. Chúng tôi vô cùng bất ngờ khi biết tin, theo những gì mà chúng tôi đọc được trên báo, những hộ kinh doanh không có bất kỳ lựa chọn nào khác là đóng cửa ngay lập tức. Điều này thật không công bằng chút nào, vì chúng tôi đã bỏ tiền ra đầu tư và thuê nhân công. Giờ thì tất cả mọi người đều thất nghiệp. Ngoài việc siết chặt hai loại hình kinh doanh trên, chính phủ Cuba cũng ấn định thời hạn từ nay đến cuối năm buộc những người kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, bao gồm quần áo và đồ gia dụng, phải đóng cửa hoạt động. Chính phủ Cuba khẳng định những điều chỉnh trên không đồng nghĩa với sự thụt lùi trong quá trình triển khai đường lối chính sách kinh tế xã hội mới được thông qua, mà là bước đi cần thiết nhằm lập lại trật tự và đưa lộ trình cập nhật mô hình kinh tế đi theo đúng hướng.